đội ngũ cũng phải nghệ. Thanh niên hướng dẫn cách đội ngũ cối đúng chuẩn, vừa đẹp trai nho nhã lại bao ngầu, mà độ làm màu thì khỏi bàn. Wow. Những câu chuyện độc lạ đang được chia sẻ ngày càng nhiều khắp các trang mạng xã hội. Mới đây, một nam thanh niên với chất giọng miền Trung cực dễ thương đã có màn hướng dẫn cách đội mũ cực nghệ, khiến ai nhìn cũng phải nhớ mãi không quên. Làm lại nhá. Làm lại. Cái tay đúng rồi. Đúng được anh ạ. Không biết ông anh có phải đang sinh sống ở Bình Dương không, chứ nghệ cả rừng thế này thì ai mà đỡ được cơ chứ. Vừa nhẹ nhàng lại chất như nước cất, khiến mạng xã hội đều phải ngả mũ thán phục vì độ ao trình của anh. Nhiều khán giả gật đầu lia lịa tiếp thu kiến thức mới. Hóa ra từ trước đến nay mình đội mũ sai cách, có tí nghệ vào trông nó lại đẳng cấp hẳn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Các bạn còn chờ gì nữa mà không lôi mũ ra và học ngay đi nào. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV. Tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị nữa nha.